Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao tập trung giải đáp những vấn đề đang được quan tâm. Hội thảo xúc tiến đầu tư nhằm khai thông dòng vốn của các doanh nghiệp Nhật Bản vào lĩnh vực công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam. Những thành tựu của Việt Nam cũng như thách thức phải đối mặt trong việc hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc. Và sau đây sẽ là những nội dung chính. Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Chumali Sainyason cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Lào đã thăm Việt Nam từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 8. Trong thời gian ở thăm Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Chumali Sainyason đã có cuộc gặp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Lâm Đồng. Cấp cao Lào sang thăm Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Chumali Sainyason đánh giá cao những thành tựu mà hai đảng, hai nước đã đạt được trong công cuộc đổi mới, cũng như sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào. Khẳng định mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam là tài sản vô giá của hai dân tộc, cần được bảo vệ và gìn giữ như gìn giữ con người của mắt mình. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng, quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào được hai bên gìn giữ và phát triển, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước. Mối quan hệ Việt Nam và Lào là mối quan hệ truyền thống lâu đời, hiếm có trong quan hệ quốc tế. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Việt Nam cũng sẽ làm hết sức mình, cùng với Lào gìn giữ và phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng đi vào chiều sâu. Vì sự phát triển phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 cũng là dịp để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có bài viết về trách nhiệm nghĩa vụ của công dân Việt Nam đối với việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ lợi ích, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Bài viết cũng đã đề cập mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, qua đó để thấy trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong việc xây dựng và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Theo tinh thần của di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước phân tích để có đủ sức mạnh vượt qua mọi chướng ngại chông gai trên con đường bảo vệ nền độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc thì mối quan hệ máu thịt sinh tử giữa Đảng với nhân dân đòi hỏi phải được chăm lo ở một tầm cao mới với một chất lượng mới. Trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao diễn ra chiều ngày 21 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình đã giải đáp một số vấn đề liên quan đến thông tin tàu cá của ngư dân Lý Sơn bị tàu Trung Quốc đập phá, cũng như là việc Trung Quốc tập trận bắn đạn thật tại Vịnh Bắc Bộ và một số thông tin đáng chú ý khác. Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến thông tin tàu cá của ngư dân Lý Sơn bị tàu Trung Quốc đập phá và cướp hết tài sản trên tàu và phản ứng từ phía Việt Nam về sự việc này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình khẳng định các cơ quan chức năng của Việt Nam đang xác minh thông tin trên. Việt Nam lên án mạnh mẽ những hành động phá hoại các tàu cá đang hoạt động ở vùng biển của Việt Nam. Bình luận về thông tin Trung Quốc thực hiện tập trận bắn đạn thật tại Vịnh Bắc Bộ, trong thời gian 2 tuần, từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, theo thông tin từ Cục Hải sự Trung Quốc, nơi tập trận của Trung Quốc diễn ra gần bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc. Trước đó, ngày 20 tháng 8, trang mạng của Cục Hải sự Trung Quốc đưa tin Trung Quốc tiến hành diễn tập bắn đạn thật trong thời gian 2 tuần tại Vịnh Bắc Bộ. Các phương tiện tàu thuyền không có phận sự không được vào khu vực diễn ra diễn tập. Đây được coi là lần thứ 3 trong tháng Trung Quốc thông báo tổ chức diễn tập bắn đạn thật tại khu vực Vịnh Bắc Bộ. Theo thông báo của Cục Hải sự Trung Quốc, thì vị trí tọa độ Trung Quốc tiến hành tập trận nằm gần bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng rằng Trung Quốc, với tư cách là một nước thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, sẽ có những đóng góp mang tính trách nhiệm vào việc duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới. Ngoài ra, một thông tin quan trọng được ông Lê Hải Bình đưa ra trong cuộc họp báo là từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 8, Diễn đàn Biển ASEAN lần thứ 5 và Diễn đàn Biển ASEAN mở rộng lần thứ 3 sẽ được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng. Việc đăng cai tổ chức các diễn đàn biển thể hiện vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp tích cực của Việt Nam trong lĩnh vực hợp tác cũng như ưu tiên của ASEAN về hợp tác biển và đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải ở khu vực. Tại các diễn đàn lần này, các nước sẽ tập trung trao đổi về tình hình trên biển cũng như việc hợp tác trên biển trong thời gian qua, đánh giá việc triển khai các sáng kiến của diễn đàn,
cũng như xác định những định hướng trong tương lai của các diễn đàn trên. Ngày 21 tháng 8 tại Tokyo, Nhật Bản, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương cùng lãnh đạo 10 địa phương của Việt Nam tổ chức buổi hội thảo đầu tư về lĩnh vực công nghiệp phụ trợ. Buổi hội thảo nhằm mục đích khai thông dòng vốn đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản vào lĩnh vực công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam. Tham dự hội nghị có khoảng gần 200 doanh nghiệp Nhật Bản, chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các lĩnh vực công nghiệp phụ trợ. Đây là lĩnh vực mà Việt Nam đang hết sức quan tâm. Trong những năm qua, chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ đối với các doanh nghiệp nước ngoài nhằm thúc đẩy công nghiệp phụ trợ ở Việt Nam. Mục đích của chúng ta là tạo một sự kết nối giữa các nhà đầu tư Nhật Bản với chính quyền của 10 tỉnh của Việt Nam và một số doanh nghiệp đi theo các tỉnh để kết nối. Và sau kết nối này thì họ tiếp tục tìm hiểu thông tin và để có thể ra được những ký kết, những triển khai các dự án cụ thể đối với từng tỉnh và từng địa phương. Bạn cũng cho chúng ta thấy những điểm yếu của chúng ta trong việc là ban hành chính sách cũng như thực thi chính sách về công nghiệp phụ trợ. Từ đấy thì chúng ta có hướng để chúng ta tiếp tục hoàn thiện chính sách của chúng ta cũng như cách thức tổ chức công nghiệp phụ trợ ở Việt Nam phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam. Trong cuộc hội thảo, các bộ ngành Việt Nam đã nêu ra các chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thiết bị và linh kiện của Nhật Bản. Việc xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ được đánh giá là có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự thành công của chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt vào ngày 1 tháng 7 năm 2013. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 cho thấy một mức tăng nhẹ ở cả hai địa phương lớn nhất cả nước là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 của Hà Nội tăng 0,19% so với tháng trước và tính chung đã tăng 1,53% trong 8 tháng đầu năm. Trong tháng này, Hà Nội có 7 trên 11 nhóm hàng có chỉ số giá tăng, trong đó tăng cao nhất là nhóm dịch vụ ăn uống, nhóm may mặc và giày dép có cùng mức tăng là 0,38%. Xăng dầu giảm giá cho 2 lần trong tháng đã giúp cho nhóm nhà ở, điện nước, vật liệu xây dựng và giao thông cùng giảm. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, mức tăng 0,05% trong tháng 8 đã giúp cho chỉ số giá tiêu dùng sau 8 tháng chỉ tăng 1,27% và là mức thấp nhất trong vòng 14 năm qua. Trong khi nhóm nhà ở, vật liệu xây dựng, điện nước giảm mạnh nhất ở mức âm 0,74%, thì mức giá các mặt hàng thực phẩm tại thành phố này tăng tới 0,58%. Tiếp tục bản tin sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác. Cục Hải quan vừa có công văn gửi đến các đơn vị hải quan địa phương, quán triệt thực hiện thống nhất việc in xác nhận trên tờ khai hải quan và không yêu cầu xuất trình nộp các giấy tờ chứng từ không thuộc bộ hồ sơ hải quan khi làm thủ tục. Theo đó, khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, công chức hải quan chỉ được yêu cầu người khai hải quan nộp hoặc xuất trình các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan theo quy định, không được yêu cầu doanh nghiệp nộp hoặc xuất trình chứng từ khác ngoài quy định. Đối với việc in và xác nhận trên tờ khai hải quan điện tử, công chức hải quan không được yêu cầu doanh nghiệp phải nộp tờ khai hải quan in mà phải đối chiếu thông tin trên hồ sơ hải quan với dữ liệu khai báo trên hệ thống để thực hiện việc kiểm tra. Ngày 21 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi đối thoại giữa doanh nghiệp kiều bào với lãnh đạo Cục Thuế và Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh. Buổi đối thoại nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nhân, doanh nghiệp kiều bào đang hợp tác đầu tư kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh cùng tháo gỡ khó khăn về các chính sách, qua đó đẩy mạnh phát triển đầu tư. Tham dự buổi đối thoại lần này có hơn 80 doanh nghiệp kiều bào thuộc các lĩnh vực xuất nhập khẩu, sản xuất thương mại, dịch vụ đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ như Úc, Pháp, Mỹ, Singapore, Bỉ, Canada, Đức, Nhật. Các nội dung vướng mắc về thủ tục hải quan như thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu, hành lý nhập khẩu qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất đã được ngành hải quan thông tin chi tiết cụ thể đến từng doanh nghiệp. Cục Thuế và Cục Hải quan cho biết sẽ ghi nhận tất cả các ý kiến đóng góp của kiều bào và sẽ sớm trình lên Bộ Tài chính và Chính phủ để có thể sớm chỉnh sửa những chính sách còn bất hợp lý để tạo điều kiện thuận lợi và thu hút kiều bào về đầu tư tại quê hương.
Thương mại điện tử là một phương thức kinh doanh rất mới đối với các doanh nghiệp ở Việt Nam. Tuy nhiên thì trong khoảng 5 năm trở lại đây thì thương mại điện tử đã len lỏi vào hoạt động các chu trình kinh doanh, giao dịch của các doanh nghiệp. Việc kinh doanh không bị giới hạn về không gian và thời gian là tính ưu việt nổi trội của thương mại điện tử so với kiểu kinh doanh thương mại truyền thống, qua đó giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên thì làm sao để quản lý và kiểm soát tốt việc khai thác và ứng dụng thương mại điện tử để tránh các tiêu cực xảy ra đang là câu hỏi đặt ra cho các ngành chức năng. Từ khi đưa vào hoạt động trang web thương mại điện tử, như nhiều doanh nghiệp khác, công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa gặp rất nhiều thuận lợi trong việc kinh doanh. Không chỉ giảm chi phí tìm kiếm khách hàng, marketing, mà thương mại điện tử còn giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực bán hàng, năng lực quản trị kinh doanh một cách hiệu quả với chi phí thấp. Đây là cơ hội rất lớn cho doanh nghiệp trong xu thế công nghệ số hiện nay, bởi chỉ cần một cái click chuột, mọi thông tin về sản phẩm, giá cả, dịch vụ, hệ thống phân phối sản phẩm của công ty đều được thể hiện chi tiết và đầy đủ. So với kiểu kinh doanh truyền thống thì thương mại điện tử rõ ràng có nhiều ưu thế hơn. Trong cái thương mại điện tử thì ngày nay phải nói rằng là rất cần thiết cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên là cái vấn đề mà pháp lý trong cái vấn đề để sử dụng thương mại điện tử như thế nào cho các doanh nghiệp là phải an toàn trong vấn đề giao dịch bằng thương mại điện tử. Theo thống kê, hiện Việt Nam có gần 500.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có hơn 200.000 doanh nghiệp là có website. Tuy nhiên, chỉ có gần 5.000 website thương mại điện tử tiến hành thủ tục đăng ký. Tình trạng website vô chủ đang tràn lan. Nhiều vấn đề phát sinh mới chưa được quản lý tốt như thuế, bảo mật, bảo vệ thông tin cá nhân, hàng cấm, hàng nhái xuất hiện nhiều hơn. Hoạt động lừa đảo ngày càng phức tạp. Trước tình hình đó, năm 2013, nhiều văn bản pháp luật đã được ban hành nhằm tạo hành lang pháp lý lành mạnh cho việc phát triển thương mại điện tử. Kiểm tra thông tin cũng như là cái việc mà xác định định danh một cái mô hình thương mại điện tử. Ví dụ tôi mua của một website như thế này nhưng mà tôi không thể biết được cái website đó nó có xuất xứ từ đâu, do một doanh nghiệp nào hay một tổ chức hay một cá nhân nào đứng lên ấy, thì rất là khó đối với người tiêu dùng xác định cái việc này. Nhưng mà với những cái văn bản cụ thể của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại thì nó đem lại một cái môi trường rất là minh bạch trong cái quản lý. Trong xu thế hiện nay, việc kết hợp giữa thương mại truyền thống và thương mại điện tử sẽ nâng cao khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp đạt được các mục tiêu, kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, các mô hình kinh doanh thương mại điện tử liên tục phát triển và mở rộng ở các mô hình mobile, mạng xã hội, thì hàng giả, hàng cấm không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng theo đó phát triển tràn lan trên mạng. Vì vậy, công tác quản lý để tránh các tiêu cực nảy sinh là rất quan trọng. Cách tốt nhất để kiểm soát thương mại điện tử vẫn là từ việc nâng cao nhận thức của người tiêu dùng và hoàn thiện khung pháp lý cho thương mại điện tử. Trong phần tiếp theo của bản tin, những thành tựu của Việt Nam cũng như thách thức phải đối mặt trong việc hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc. Bảo tàng Hồ Chí Minh tiếp nhận tài liệu hiện vật mới sưu tầm về Chủ tịch Hồ Chí Minh do các tổ chức cá nhân trao tặng. Thưa quý vị, còn chưa đầy 500 ngày nữa là đến thời hạn hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc. Từ năm 2000 thì Việt Nam đã thông qua 8 mục tiêu thiên niên kỷ và đến nay thì đã được Liên Hợp Quốc đánh giá là nằm trong số ít các quốc gia đạt được những thành tích đáng kể. Để hiểu hơn về những thành tựu của Việt Nam cũng như là những thách thức phải đối mặt, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với bà Pratiha Mehta, điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam. Thank you, Ms. Mehta, for accepting the interview. Xin cảm ơn bà đã nhận lời trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Việt Nam. Bà có đánh giá như thế nào về việc Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ trong 14 năm qua? Quá trình đếm ngược 500 ngày cho tới thời hạn hoàn thành mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc ban đầu khởi động từ ngày 18 tháng 8 năm 2014. Tôi thấy rằng kể từ khi cam kết thực hiện mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, Việt Nam đã đạt được những thành tựu vô cùng to lớn. Cho tới thời điểm hiện tại, chỉ có một số ít nước trên thế giới có thể tiến tới việc hoàn thành hầu hết các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ như Việt Nam. Thành tựu lớn nhất của Việt Nam là giảm tỷ lệ đói nghèo từ 58% năm 2003 xuống chỉ còn 10% vào năm 2013. Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, thì đây là một sự tiến bộ vượt bậc đối với mọi quốc gia. Thêm vào đó, Việt Nam cũng đã đạt được những tiến triển quan trọng trong hoàn thành các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ khác.
cho dù vẫn còn nhiều việc cần phải làm. Tuy nhiên, những thành tựu Việt Nam đạt được kể từ sau khi cam kết thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ cho tới nay đã được cả thế giới công nhận. Trong phát biểu trước đây, bà đã cho rằng vẫn còn nhiều khoảng cách để Việt Nam có thể đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Vậy theo bà, chính phủ Việt Nam nên tập trung vào những vấn đề gì để tăng cường các tiến bộ? Đầu tiên, các mục tiêu chưa đạt được là vấn đề phòng chống HIV/AIDS. Rất nhiều hành động cần phải được thực hiện để gia tăng khả năng tiếp cận với dịch vụ chăm sóc y tế của người bị nhiễm HIV. Việt Nam cần chuẩn bị cho một chiến lược bền vững, bởi vì cũng giống như các nước thu nhập trung bình, Việt Nam sẽ ngày càng nhận được ít hơn viện trợ phát triển chính thức ODA. Do đó, chính phủ cần phải chuẩn bị sẵn để đối phó với tình trạng các nhà tài trợ sẽ rút dần các khoản viện trợ ra khỏi Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực HIV/AIDS. Điều tương tự cũng sẽ diễn ra đối với vấn đề nước sạch và xử lý nước thải. Việt Nam có chiến lược quốc gia của mình và bây giờ là thời điểm để đẩy mạnh quá trình triển khai chiến lược này, tập trung vào các vùng sâu, vùng xa, những nơi đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận với nguồn nước sạch và vấn đề xử lý nước thải. Liên Hợp Quốc và các đối tác đang làm những gì để giúp đỡ Việt Nam trong nỗ lực đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ? Liên Hợp Quốc sẽ luôn đồng hành với Việt Nam cho dù các nhà tài trợ khác rút lui. Đây là sự thật. Chúng tôi đang làm việc với chính phủ Việt Nam trên một số nghiên cứu và phân tích để đánh giá xem làm thế nào để Việt Nam vẫn có thể có được tài chính cho phát triển sau khi các nhà tài trợ rút lui. Chúng tôi đã và đang tiếp tục hỗ trợ cho chính phủ trong mối quan hệ hợp tác Nam-Nam, cũng như làm việc với các quốc gia khác để thiết lập các mối quan hệ đối tác mới và chia sẻ kinh nghiệm. Một lần nữa xin cảm ơn bà. Nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và 47 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ngày 28 tháng 8 tới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ khai mạc triển lãm tư liệu với chủ đề Không gian văn hóa ASEAN tại Thư viện Quốc gia Việt Nam. Với khoảng 1.000 tư liệu được trưng bày, triển lãm sẽ giới thiệu về ý nghĩa, giá trị lịch sử vĩ đại của Cách mạng tháng 8, Quốc khánh mùng 2 tháng 9, khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của nhân dân Việt Nam, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, những thành tựu đã đạt được về tăng trưởng kinh tế, văn hóa, xã hội của Việt Nam sau 28 năm đổi mới. Đặc biệt, triển lãm sẽ giới thiệu về các hoạt động hợp tác toàn diện của 10 nước ASEAN, những nét văn hóa đặc sắc của các nước ASEAN, cũng như về sự đồng thuận và nhất quán của các nước ASEAN trong việc ủng hộ Việt Nam bảo vệ độc lập chủ quyền biển đảo trên Biển Đông. Và cũng nhân kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ngày 21 tháng 8, Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Hà Nội đã tổ chức lễ tiếp nhận nhiều tài liệu hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh do các tổ chức cá nhân trao tặng. Đây là những tài liệu, ảnh, hiện vật gốc liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh mới sưu tầm trong năm 2013-2014. Bên cạnh những tài liệu hiện vật trên, Bảo tàng còn sưu tầm tiếp nhận và sao từ bản gốc được hơn 1.000 file tư liệu, hình ảnh cùng những hồi ký từ hơn 20 nhân chứng về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng xây dựng và phát triển. Tất cả những cái món quà mà Bảo tàng Hồ Chí Minh tiếp nhận được từ các cá nhân, của các tổ chức, các cơ quan ở trong và ngoài nước và đặc biệt là của bạn bè quốc tế, còn là thể hiện cái tình cảm của nhân dân thế giới đối với Bác Hồ và đối với nhân dân Việt Nam, và còn là khẳng định một cái thông điệp về đoàn kết quốc tế mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nền móng. Đặc biệt, trong lần tiếp nhận lần này, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã nhận được một số bản sao tài liệu tại Thư viện và Lưu trữ Quốc gia Paris và các cơ quan lưu trữ khác của Pháp, 19 bản sao ảnh tư liệu về hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo nhà nước Việt Nam do gia đình ông Peter Alexin, nguyên phóng viên Đài Phát thanh Liên bang Xô Viết gửi tặng, gần 100 bức ảnh về đoàn đàm phán chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam tại hội nghị Paris từ năm 1968 đến năm 1973. Không có một nơi nào mà lại không có tài liệu về Bác Hồ. Tôi có nghĩ ra một cái ý là bây giờ mình đề nghị các đồng chí đó
sưu tập cho mình tất cả những cái tài liệu về báo, tờ báo Le Paria, là cái tờ báo mà do bác là người sáng lập. Thì tôi đã mang về đây và hôm nay tôi đã đưa cái tập tài liệu đấy gửi Bảo tàng Hồ Chí Minh. Một nhân chứng đặc biệt, Thiếu tướng Phạm Xuân Dương, con trai cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, đã mang đến cho bảo tàng những cảm nhận sâu sắc hơn về Bác Hồ, vị cha già dân tộc, qua góc nhìn của người cộng sự thân cận. Đó chính là hồi ký của cố Thủ tướng về những năm tháng làm việc bên cạnh người. Trong cái buổi trao tặng kỷ vật hôm nay thì tôi có tặng bảo tàng cuốn sách mà ba tôi viết về bác. Đây là một cái điều mà ba tôi rất là tâm huyết, là viết về sách về bác để nói, để kể lại những cái câu chuyện và những cái suy nghĩ sâu sắc của ba tôi, cái tình cảm của ba tôi đối với Bác Hồ. Vì vậy tôi tặng bảo tàng với cái ý nghĩa đây là tâm nguyện của ba tôi, tình cảm của ba tôi đối với bác. Qua những tài liệu hiện vật được trao tặng lần này, công chúng trong và ngoài nước sẽ có thêm cơ hội được tham quan, chiêm ngưỡng và hiểu hơn về cuộc đời giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như góp phần giáo dục truyền thống đến các thế hệ trẻ Việt Nam. Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài đang chuẩn bị tổ chức giải gôn doanh nhân Việt Nam tại London, Anh vào đúng dịp Quốc khánh Việt Nam mùng 2 tháng 9. Chương trình này có sự tham dự của đại diện các doanh nghiệp Việt Nam đến từ nhiều nước trên thế giới. Trong khuôn khổ của giải, Hiệp hội sẽ tổ chức quyên góp gây quỹ ủng hộ Hoàng Sa, Trường Sa. Số tiền quyên góp được sẽ được chuyển về nước thông qua kênh truyền hình đối ngoại Đài truyền hình Việt Nam VTV4. Thanh niên sẽ là lực lượng nòng cốt trong các diễn đàn về môi trường tại khu vực châu Á trong tương lai. Điều này đã được khẳng định trong khuôn khổ chương trình dành cho giới trẻ năm nước châu Á tìm hiểu về biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Sự kiện đã thu hút sự tham gia của 80 học sinh trung học phổ thông và sinh viên đến từ Thái Lan, Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản và Việt Nam. Nguyễn Thị Quỳnh Anh là một trong 10 đại diện của Việt Nam tham gia chương trình. Theo học ngành kinh tế, Quỳnh Anh vốn không biết nhiều về những giải pháp cho các vấn đề môi trường. Tuy nhiên, những bài giảng của chuyên gia ngay trước khi chương trình diễn ra đã giúp cô và những người bạn tiếp cận dễ dàng hơn các khía cạnh kỹ thuật liên quan đến ô nhiễm không khí. Những thiết bị được nhập khẩu từ Nhật Bản nó thực sự là một giúp cho cái việc đo đạc về chất lượng không khí. Thông qua những kiến thức đấy thì chúng tôi được biết rằng ở Jakarta tình trạng ô nhiễm môi trường còn kinh khủng hơn ở Hà Nội. Chúng tôi cũng học hỏi được rất nhiều từ các bạn Nhật Bản cách mà các bạn ấy bảo vệ môi trường. Cùng với đó, các hoạt động ngoài trời tại một số địa điểm xung quanh thành phố đã giúp các bạn học sinh, sinh viên nhận thức rõ hơn về tình trạng ô nhiễm bầu không khí tại các đô thị lớn như Hà Nội. Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, những buổi tham quan thành phố như thế này thực sự mang đến những trải nghiệm thú vị cho chúng tôi, những trải nghiệm mà khi còn ở nhà, chúng tôi chưa từng biết. Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra một thực tế đáng lo ngại là các thành phố châu Á hiện đang ngập trong khói bụi. Tăng trưởng nóng về kinh tế cùng với sự gia tăng phương tiện công cộng đang là những tác nhân chính của ô nhiễm không khí, loại ô nhiễm ảnh hưởng trực tiếp và rõ nét nhất lên sức khỏe con người. Các chuyên gia y tế công cộng thuộc Đại học Hồng Kông đã chỉ ra mối liên hệ mật thiết giữa độ ô nhiễm và tỷ lệ tử vong cao tại một số thành phố lớn ở Trung Quốc và Thái Lan. Trong tương lai, thế hệ trẻ sẽ là những người đưa ra những quyết sách thuộc mọi lĩnh vực của xã hội, vì thế cần khuyến khích mạnh mẽ vai trò của họ ngay từ lúc này. Trong 5 đến 10 năm nữa, giới trẻ sẽ là những người tiên phong trong mọi lĩnh vực của xã hội. Đối với các học sinh trung học, chúng tôi mong muốn thấy được những hành động cụ thể và tích cực của các bạn. Trong khi đó, với các bạn sinh viên đại học, chúng tôi yêu cầu cao hơn rằng các bạn cần đề xuất được những khuyến nghị của mình đến với chính phủ các nước. Đáp ứng yêu cầu đó, trong khuôn khổ chương trình, các chính sách bảo vệ môi trường đã được thảo luận và đề xuất tới ban tổ chức. Chương trình diễn ra từ ngày 17 đến 23 tháng 8. Trong khoảng thời gian một tuần này, 80 đại biểu từ Thái Lan, Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản và Việt Nam sẽ cùng xây dựng tiếng nói chung trong việc nâng cao nhận thức của con người về cải thiện môi trường không khí. Những chương trình nghiên cứu về môi trường mang tính cộng đồng cao như thế này đã được diễn ra với sự quan tâm đặc biệt của giới trẻ. Đây thực sự là một tín hiệu đáng mừng cho thấy rằng nhận thức của con người về môi trường sẽ được nâng cao, cũng như là nhiều dự án hay nhiều công trình nghiên cứu có chất lượng hơn nữa sẽ được thực hiện trong tương lai và hình thành từ những ý tưởng ngày hôm nay.
Và phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi lại các chương trình của Ban Truyền hình Đối ngoại trên website vtv4.vn hoặc trên trang YouTube. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.